Mến chào quý anh chị em nha. Hôm nay em sẽ lên một số combo cái màu với giá cực kỳ mềm luôn nha anh em. Và đặc biệt á, anh em nào mua đơn hàng từ 300 ngay trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ free ship và tặng kèm thêm chị một bịch thức ăn luôn nha. Rồi đây là cái hồ cá Selvi Gero bên em nha anh em. Thì dòng này bên em có số lượng rất là nhiều luôn nè anh em thấy không? Đó, màu sắc rất là đẹp luôn nha. Con trống ở trên thân có một lớp bla nha anh em. Đó, cái hồ này khoảng tầm 70 con nè, 7-80 con nên rất là nhiều luôn nha anh em. Mà bên em có số lượng rất là nhiều luôn. Đó, anh em thấy không? Đó, giờ top view mình để vô cái nền màu đen nó còn đẹp hơn nữa anh em thấy không? Đó, khi mà em nuôi cái hồ cái khay màu đen ha. Đó, nhìn từ trên xuống màu sắc con cá rất là tươi luôn. Trên thân có một lớp platinum, cái đuôi thì màu đỏ nha anh em. Đó, chơi là chơi top view rất là đẹp luôn, cá rất là sung nha. Đó, đây là cá trống nha anh em. Đó thì cái hàng này anh đang bán là 50.000 một cặp thôi nha anh em. Mà anh em bắt 5 cặp thì em để giá 200, mà bắt 10 cặp thì em để anh em là 350k cho 10 cặp và free ship luôn. Là tôi đưa anh em mua khoảng tầm 30.000 cặp anh em, giá cực kỳ rẻ luôn ha. Mà cá cực kỳ đẹp và chất lượng. Em thấy nhiều nơi anh em bán cái hàng này tới 70-80.000 một cặp luôn anh em. Mà cá này thì em thấy tại vì bên em số lượng nhiều thì nên em bán xả cho anh em luôn ha. Là 10 cặp là 350, thì anh em có cần thì liên hệ cho em ha. Đó, đây là clip mà em quay side view cho anh em. Cá bung quay bung đô rất là đẹp luôn nha anh em ơi. Đó, thì anh em có cần dòng này thì liên hệ cho em ha. Tiếp theo tôi lên dòng cá có tên là Dumbo Big Air cho anh em. Dumbo Big Air tay bơi màu xanh đen đậm dài rất là đẹp luôn. Trên thân có một lớp platinum luôn nha anh em, và cái đuôi màu đỏ luôn nha. À, cái hàng này em đang bán là 60.000 một cặp, 5 cặp thì 200k, mà bắt 10 cặp để anh em là 10 cặp là 350k thôi anh em, cực kỳ mềm luôn nha. Với cái hàng đẹp và chất lượng mà cá giống mà anh em, thì 50 cặp chỉ 350k thôi, về là nuôi là thoải mái luôn anh em ơi. Mà được free ship đó chứ, thì anh em tranh thủ đặt hàng nha. Cá thì cực kỳ đẹp và chất lượng cho chị em nha. Với cái bộ gen này là bao anh chị em về làm giống cho luôn nha. Đây là Dumbo Big Air nha anh em. Cá đa phần để ra giống nha, hỏi chơi luôn nha. Đó, tay bơi rất là dài luôn nha anh em. Thì anh em có cần cái hàng này thì liên hệ cho em ha. Đó, cái size cá lớn hơn một xíu thôi nè. Anh em thấy không? Tay bơi dài đậm xanh, trên thân lớp và la rất là đẹp luôn nha anh em. Anh em nuôi càng lâu thì cái tay bơi nó càng dài nha anh em. Cái dòng này là đặc điểm là cực kỳ đẹp như vậy luôn đó. Thì anh em có cần thì liên hệ cho em. 10 cặp chỉ 350k thôi. Thì tiếp theo thì có là Golf Phú Sành nha anh em. Cái hàng này cho anh chị em về làm giống nha. Thì bên em có số lượng gần hết rồi anh em, tại hầm hở lên nhiễm luôn. Nhưng mà anh em mắc gần hết rồi. Hàng thì như clip nha anh em, tại vì hàng còn toàn là hàng tuyển chọn thôi. Đó là 120.000 một cặp. Anh em là mắc 3 cặp, em để cho anh em combo 3 cặp là 330k luôn nha. Và đặc biệt là được free ship nha anh em. Đó là hỗ trợ free ship luôn. Cá thì tay bơi bướm rất là đẹp luôn nha. Đó, anh em tranh thủ đặt hàng nha. Tại vì cái lô đợt này em lên khoảng tầm 3-40 cặp thôi. Anh em bắt hết là hết luôn nha. Thì cá thì đa phần nó đều như nhau anh em thấy không? Con nào cũng nói là được tuyển chọn hết trơn rồi, cho nên anh chị em yên tâm về chất lượng nha. Ở hàng cho anh em về làm giống. Cực kỳ đẹp, tay bơi bướm, dãy full vàng hết luôn nha. Trống thì full dãy full tay hết rồi, cho nên có quay chỉ là cá mái thôi. Mấy con này là cực kỳ chất lượng cho anh chị em về làm giống đó nha. Đó thì anh em có cần thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo. Em để góc phải màn hình đó nha anh em. Cá thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100% nha. Tiếp theo thì em có gồng đỏ BDH mua cho anh em, cá hồng tơ nha. Sai này khoảng tầm 2 tháng rưỡi thôi anh em ơi. 2 tháng rưỡi đến 3 tháng đó nha. Đó, anh em thấy không? Em để đứa hồ kính, em quay em cho ăn gạt Tommy anh em. Bung vây bung đuôi rất là đẹp luôn anh em ơi. Cái hàng này là 60.000 một cặp. Anh em nói 10 cặp em để 300.000 thôi nha. Tại vì gồng đỏ bên đây có số lượng rất là nhiều luôn, cho nên em bán xả hàng được. 10 cặp là 300k. Free ship luôn nè, cực kỳ mềm anh em ơi. 10 cặp mà 300k mà được free ship đó ha. Đó, với cái giá như vậy là cực kỳ hời cho anh chị em luôn, cực kỳ ưu đãi anh chị em luôn ha. Và được cặn thêm một bịch thức ăn khi anh chị em có like và đăng ký kênh YouTube bên em nha. Thì anh chị em nữa cần đặt hàng liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để góc phải màn hình đó nha anh em. Và cá thì em ship toàn quốc luôn và bán hàng 100% nha. Anh em nhận cá rồi gửi tiền nha anh em. À, thì cá bên đây lúc nào cũng lựa gửi những con mà cá mà khỏe mạnh ok nhất gửi đến cho em ha, không lựa lừa giống cá, không có gửi giống cá bệnh ha anh em. Tiếp theo thì đây là cá mái anh em, mái của gồng đỏ nè anh em thấy không. Mái thì mấy con này em lựa chơi rồi, mái thì phải đuôi phải lưng bung khá là đẹp nha anh em. Cá thì đang ôm trứng ôm bầu luôn nha. Đó, sai thì thế, nói chung là thấy tơ rồi mà đang ôm trứng ôm bầu hết rồi anh em. Cỡ con út rồi nha, nhỏ hơn út một xíu. Hàng này là bài cho đẻ luôn anh em ơi. Nó thấy đuôi anh em thấy không, đuôi quay lưng quay đuôi bung căng đét nhìn đẹp quá trời luôn ha. Còn đây là bà lưu thật văn nè anh em thấy không. Lưu thật văn này hổng gài được, anh em bắt khá nhiều nha. Anh em bắt lần 10 cặp không à, 10 cặp, 17, 18, 20 cặp không à. Tại vì cái dòng này nó cực kỳ dễ nuôi mà cực kỳ đẹp luôn anh em. Tại vì trên đầu đó anh em thấy không, có một cái màu xanh
và cái thân thì màu đen. Đó, anh em thấy không? Cái hàng này thì có 30.000 một cặp à, 10 cặp thì có 200.000 thôi anh em ơi. 10 cặp với 200k. Ha. Và cái dòng mà chơi cực kỳ nổi bật anh em, và đặc biệt là cá tính luôn ha. Đó, cái đầu màu xanh nhìn đẹp lắm luôn anh em, màu xanh nước biển nha. Và cái thân thì màu đen, chơi top view hay nói là số 1 luôn anh em. Chơi dòng này với Dumbo hay là Gon đâu ha, thì chơi top view cực kỳ đẹp luôn. Đó thì anh em mà thích cái màu cá tính mạnh mẽ này không thì cứ liên hệ cho em ha. Cá thì em ship toàn quốc luôn và bảo hành 100% đàng hoàng nha anh em. Anh em yên tâm ha. Lưu Thật Văn này một dòng cá cực kỳ dễ nuôi nhất luôn anh em, dễ nuôi lắm luôn. Chỉ cần để chung với nhau cá tự sinh sản nha, mà đẻ nhiều đó anh em ơi, cực kỳ đẻ nhiều luôn nha. Cho nên chị em muốn chơi trải nghiệm thử thì cứ chơi thủy sinh đó, nên cứ bắt cái dòng này về chơi là cực kỳ chất lượng luôn. Thì về tiếp theo thì em có gồng xăm và latium. Ở trên thân có một lớp và latium rất là đẹp luôn anh em ơi, đuôi đồ khá là đẹp ha. Thì size cá là size khoảng nằm gần 3 tháng nha anh em ơi. Hàng này về cho chị làm giống ha, chơi thủy sinh đồ gồng xanh. Gồng xanh thì có màu xanh rất là đẹp luôn, là 50.000 một cặp nha anh em. 5 cặp là 200.000 thôi, để anh em 5 cặp là 200k nha. Cái dòng cá gồng xanh platinum nha anh em, màu xanh xanh vàng vàng rất là đẹp anh em, màu xanh nha, xanh lá cây anh em. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đó thì anh em muốn chơi cái dòng này liên hệ cho em ha. Rồi, qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha anh em. Cái nhắn tin qua Zalo giúp em nha. 5 cặp chỉ 200k là giá cực kỳ mềm luôn anh em, mới cho bộ gồng xanh này ha. À, tại vì gồng xanh làm nó khó lắm anh em, gồng xanh làm phải lựa tiễn nữa ha, lựa nhiều lắm luôn. Gồng đỏ thì không có lựa, gồng đỏ không có nhiễm, còn gồng xanh này á, là tỷ lệ nhiễm khá là cao, phải lựa nữa anh em. Bộ này chất lượng lên màu sắc rất là đẹp cho anh em ha. Còn đây là clip cá mái anh em ơi, mái thì đang ôm trứng ở bầu nha, về là cho đẻ luôn nha anh em. À, anh em thấy không, cái đuôi màu xanh lá cây nha anh em. Đó, cá sao điểm báo như vậy thôi. Ok thì anh em cứ đặt liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó ha. Thấy hợp lý, ok, được thì đặt cá anh em. Nói chung là mình thích thì mình chơi thôi anh em. À, cá thì lúc nào cũng gửi những cá mà khỏe mạnh ok nhất cho anh chị em ha. À, anh em thấy cá không? Đây là máy của gồng xanh nha anh em. Ừ, chỉ có bầu hết rồi. Rồi tiếp theo thì cũng có HB Blue anh em ơi. HB Blue thì em cái hồ này em còn khoảng tầm mấy chục cặp nó hết rồi. Là 40.000 một cặp, 5 cặp thì để anh em là cho em gửi thôi ha. Vay đô lưng đẹp ghê không anh em. Cái dòng này đẹp quá trời đẹp luôn mà sao không gài anh em không chơi ta, hay là anh em không thích cái màu này ha. Thì HB Blue thì cái đuôi rất là to anh em, quay đuôi và lưng rất là to luôn anh em, đuôi càng lâu thì càng to. Cái màu xanh nước biển nha anh em ơi, màu xanh nước biển đậm nha. Đó thì 40.000 một cặp, 5 cặp để anh em là 150 thôi anh em. Đó, giá cực kỳ mềm nha anh em cho Blue, HB Blue nha. Đó, quay đuôi và lưng khá là đẹp nha anh em ơi, hẹn cho anh em về làm giống luôn nha. Tập chơi làm giống, chơi hậu kính đâu anh em, mình chơi để sinh rồi ha, mình thả mấy con này dùng mấy vòng quay anh em, đánh cái đèn thêm nữa rất là đẹp luôn. Còn đây là cà lép cá mái nè, mái thì bình thường thôi, sai cá đang ôm trứng ở bầu nha. Cái đuôi thì màu xanh đen anh em ơi. Đó, đây mấy cá, cá đang ôm trứng ở bầu, về cho đẻ luôn nha. 5 cặp 950 ở đây, mình muốn tập chơi trải nghiệm thử cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo nha. Anh đây có phải mình đó anh em, anh đây có nhắn tin qua Zalo giúp em nha. À, anh em đang xem clip thì cho em xin một like và một đăng ký kênh YouTube nha anh em ơi. À, mua cá bên em thì em tặng thêm một bịch thức ăn nha anh em. Đây là thức ăn em tặng thêm nè, khi anh em có like và đăng ký kênh YouTube của em nha. Đây là một loại thức ăn cá viên, cái hạt rất là nhỏ luôn, thích hợp cho cá vàng, cá mô ly, cá bí màu, cá minh tích, các loại cá trọt, các loại cá cá cảnh nha anh em, cá nhỏ nha. Đó là vì cái hạt cá nó rất nhỏ, con cá nó rất là dễ ăn luôn anh em. Thường thường thì mấy cá vàng này rất là khoái ăn luôn ha, tại vì cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao luôn. À, tỷ lệ chất béo rất là cao luôn, nên con cá này ăn vào rất là mập luôn nha anh em. Đó, body con nào nó rất là ok nha. Thì cái màu thì anh em hạn chế, mình cho ăn ít thôi nha anh em, đừng cho ăn cá nhiều quá nha. Lúc nào cũng vậy, thức ăn thì anh em nên cho cá ăn ít thôi, đừng cho cá ăn nhiều quá, dễ gây sình bụng con cá nha anh em. Đó, anh em thấy không, nó rỉa năng từ từ nha, có con thì đớp một hộp hai hộp đã no rồi nha anh em. Rồi, nói chung là clip em giới thiệu cá màu đến đây kết thúc nha. Chúc anh chị em xem clip vui vẻ nha.